Mẹ cứu con, rơi xuống nước tử vong. Bộ phim Pháp y Tần Minh, Người độc tâm, tập 1. Thời đại nào rồi, sao vô văn hóa vậy? Sao? Cho anh cơ hội tự thú đó. Tự thú gì chứ? Anh trộm điện thoại của cậu ấy, cần tôi nói rõ ra không? Đứng lại, đợi tôi ở lối ra. Không phải. Này anh, tôi... Đứng lại. Điện thoại đâu? Hai người làm gì vậy? Tên này là ăn trộm, giao cho các anh đó. Được. Biên độ dùng tay trái lớn, lực của hai chân không đều. Đầu gối bên phải có vẻ không tiện dùng lực. Có lẽ là đầu gối từng bị thương nhưng chưa lành. Chạy với tốc độ cao khiến vết thương cũ tái phát. Tư thế chạy không bình thường, sắp ngã đến nơi rồi. Chuyện gì vậy? Dây chàng chéo trước đã chịu áp lực quá lớn nên chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ rất đau. Nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng chạy nữa. Đưa điện thoại cho tôi, theo tôi vào đồn cảnh sát. 3, 2, 1. Anh ta làm sao vậy? Hô hấp vô cùng khó khăn, tím tái, nhịp tim thất thường, nghi ngờ là tràn khí màng phổi, căng thẳng cao. Phổi của anh ta có vấn đề, anh ta cần một ống xả thủng, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh đi xin rượu mà người đàn ông mặc áo màu ghi đang xách trên tay lại đi. Không phải chứ, lúc nào rồi anh còn uống rượu? Anh cứu anh ta đi, tôi cho anh uống cả đời. Tôi cần khử trùng bằng nồng độ cao, đi mau. Rượu đây. Anh là bác sĩ à? Về chính xác. Anh có bút không? Có. Lấy rụt bút ra, dùng đồ khử trùng ống thân bút. Cái gì? Sau đó thì sao? Tiến hành chọc thủng và biến tràn khí màng phổi căng thẳng thành lỗ hở, sau đó đưa đến bệnh viện. Anh muốn giết anh ta à? Gọi 120 đi. Trang thiết bị sơ sài, nhưng cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Những gì còn lại giao cho các anh. Không được, anh phải theo tôi về lấy khổ cung. Anh biết tôi là ai không? Anh là cảnh sát. Chưa chính xác. Dù sao anh cũng phải đi theo tôi. Anh phải hiểu cho công việc của chúng tôi. Dù gì nghi phạm cũng bị anh chọc cho một nhát, đương nhiên phải nói rõ ràng. Đó là công việc của cảnh sát. Anh là cảnh sát sao? Tôi đã nói rồi. Anh đoán chưa chính xác. Tôi chuẩn bị đến nhậm chức đây. Tôi mà là nhân viên chính thức, chúng ta có bị nhốt ở đây không? Đúng không? Tôi là Lâm Đào. Anh tên là gì? Đang làm việc ở bệnh viện nào? Anh bất lịch sự thật đấy. Đang hỏi anh đó. Được. Vậy tôi cũng hỏi anh một câu. Anh không nói thì chết à? Không. Nhưng có những lúc nhịn lâu quá sẽ đau bụng. Đây có phải bệnh không? Tôi thấy anh kéo theo hành lý. Định đi đâu vậy? Tôi có xe, có thể đưa anh đi. Nơi tôi định đến rất xa, anh không đưa đi được đâu. Nhắc nhở thân tình nhé. Tôi thấy chúng ta bị nhốt cũng khá lâu rồi. Xe khách chắc chắn không còn. Chúng ta gặp nhau coi như cũng có duyên. Để tôi đưa anh đi. Thị trấn Đấu Môn cách nơi này khá xa. Anh có thể đưa tôi đến đó không? Thị trấn Đấu Môn. Tất nhiên phải đưa đến nơi. Tôi ở đó mà. Hai người đợi một lát ký tên là có thể đi. Các cậu đều là những thanh niên dũng cảm. Việc nên làm mà. Đây đều là trách nhiệm của tôi. Các anh em, đây là giường giải mà gần đây có tin đồn bị ma ám. Căn nhà phía trước liệu có thứ gì kinh khủng không? Các anh em, mau tặng quà đi nào. Tặng quà đi nhé. Nhà kho quan trọng không nhiệm vụ miễn vào. Tôi đảm bảo livestream này của chúng tôi hoàn toàn chân thực. Các anh em, chúng tôi sắp vào trong đó rồi. Phải xem trong đó rốt cuộc có gì. Đùa thôi, là tôi đây. Anh bị thần kinh à? Hù dọa có thể gây chết người, anh không biết sao? Lượng người hâm mộ tăng chưa? Mau vào đi. Anh thích gửi đồ thật đấy. Đi. Sao vậy? Không sao, gọi thế thôi. Tôi muốn đánh chết anh. Chẳng trách đồn là có ma. Ai nói là có ma? Lừa người thôi. Ai nói vậy? Trên mạng nói à? Nhìn chỗ này đi. Ở đâu? Cái gì? Thứ gì vậy? Hình như có thứ gì đó. Vậy đi, anh mau lên. Vậy anh đến thị trấn Đấu Môn để du lịch hay định cư? Người anh em, tôi thấy anh có đôi tay vểnh. Thật trùng hợp, tôi cũng có đôi tay vểnh. Người ta toàn nói người có đôi tay vểnh rất hợp đi ra ngoài để phát triển. Như vậy chắc chắn sẽ thành công trong sự nghiệp. Thế mà mẹ tôi cứ bắt tôi ở quê, nói là không thể xa tôi. Đây đúng là một gánh nặng ngọt ngào. Còn anh, bình thường mẹ anh có quản anh không? Không muốn nói thì thôi. Vậy tôi tiếp tục nói chuyện với anh nhé. Tôi ấy à, lúc tôi học cấp 2, ngày càng ngỗ nghịch. Cả nhà đều lo lắng tôi lớn lên sẽ học theo cái xấu. Không ngờ tôi lại trở thành cảnh sát. Anh bảo có tức không? Con người anh thật là bất lịch sự. Đêm hôm thế này nếu không có tôi, anh có tìm xe được không? Đêm hôm thế này không phải anh càng nên lái xe cẩn thận sao? Chuyện gì vậy? Anh ngồi yên đó. Không được, anh xuống xe đi. Chứng minh tôi không đâm người ta. Đi thôi. Các anh làm gì vậy? Có ma. Trong kia có người chết. Có thi thể. Ở đâu? Bên kia. Chúng ta tìm người chi viện đi. Đeo vào. Không được nôn. Làm hỏng hiện trường anh chịu trách nhiệm được không? Buồn nôn cũng phải nuốt lại cho tôi. Đúng là hiếm gặp. Đây là thi thể bị phình to. Pháp y An Nhiên đã ở hiện trường để khám nghiệm tử thi hả? Đúng, chắc là sắp xong rồi. Đội trưởng Lý, nhắc nhở người đã thấy thi thể này, 2 ngày tới đừng ăn hẹ hay tàu phớ. Cái này không cần cô nhắc. Cô nên suy nghĩ xem làm thế nào để ngừng nôn đi. Thi thể bị phình to đúng là khá đáng sợ. Nhưng chúng ta phải nhìn nó dưới góc độ khoa học. Nếu mọi người thật sự không nuốt nổi cơm, để mẹ tôi nấu canh cho mọi người. Ăn no ấm bụng rồi, đảm bảo giá trị công bằng. Cô đọc cái này đi. Báo cáo khám nghiệm tử thi. Báo cáo xét nghiệm thi thể. Ở đâu ra vậy? Dì Chính, dừng. Đừng thấy người sang bắt quan làm họ. Đối ra thì cả thành phố Long Phan đều là họ hàng của cậu. Chúng ta đừng nói là 5 đời, quá cả 10 đời rồi. Cháu vừa làm thủ tục nhậm chức xong, đến đây để báo cáo. Mẹ cậu đã bảo cậu không biết bao lần là làm nhân viên văn phòng, cậu cứ không nghe. Tuy cháu học hành không xuất sắc lắm, nhưng điểm thể chất tổng thể của cháu xếp thứ nhất, đứng thứ 3 toàn tỉnh môn võ tổng hợp lứa tuổi thanh niên. Hơn nữa thần tượng của cháu là Jason Robin. Cháu làm nhân viên văn phòng sao được? Thế thì sao? Vì vậy cháu được sinh ra để trở thành cảnh sát hình sự. Với bản lĩnh của cháu, không phục vụ cho người dân quê nhà là lãng phí tài năng. Lâm đại thiếu gia, làm cảnh sát hình sự không đơn giản. Đây không phải trò chơi. Ví dụ hôm nay cậu nhìn cậu đi, nôn cả dịch mật rồi phải không? Vì Chính, vì không biết đó thôi. Ở hiện trường cháu đã muốn nôn, nhưng phải nuốt lại đó. Dừng đi. Cậu mà nói nữa là tôi nôn luôn đó. Mẹ cậu không khuyên nổi cậu, chắc chắn tôi cũng không nói được rồi. Về chỗ ngồi của cậu đi. Người đó đâu? Xem ra ấn tượng sâu sắc đó nhỉ, khắc ghi sâu trong tim giáo luôn rồi. Vì không biết anh ta biến thái đến mức nào đâu. Đồng chí Tần Minh, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là chủ nhiệm trung tâm pháp y thành phố Long Phan. Tôi họ Trần. Tôi đã kiểm tra lại tình hình của cậu khi nãy. Còn trẻ mà thành tích khá lắm. Đúng là nhân tài hiếm có. Cảm ơn. Vậy giờ tôi có thể về rồi chứ? Đương nhiên là được. Pháp y à? Báo cáo khám nghiệm tử thi do anh viết à? Chỉ nhìn vào thông tin mà anh cung cấp, tôi còn tưởng anh là người có tuổi, hóa ra lại trẻ thế này. Để tôi giới thiệu, chủ nhiệm Trần. Tôi đang vội, để tôi nói trước. Thi thể bị phình to, mô mềm trên tử thi và mô sau được bảo quản tốt. Dựa trên độ dày của lớp mỡ được bảo quản tốt, tôi suy đoán nạn nhân khoảng 26 tuổi, nặng khoảng 50 kg, cao khoảng 1m62. Những điều này đều phù hợp với thông tin mà anh cung cấp chứ. Vậy câu hỏi đầu tiên, làm sao để phán đoán tuổi tác của nạn nhân? Đánh giá mức độ mòn của bề mặt khớp cắn của răng. Răng của con người rất cứng, không dễ bị hỏng. Tuổi tác càng cao, độ mòn của răng càng cao. Nạn nhân là nữ, mặt nhai của răng chưa bị mài mòn và không tìm thấy vết lõm. Có thể phán đoán là từ 20 đến 30 tuổi. Chỉ có mô mềm và mô lưng được bảo quản tốt, có lẽ liên quan đến nơi nó được lưu trữ. Chúng ta vẫn nên quay về đi. Chuyện này chúng ta không xử lý được đâu. Tôi muốn khám nghiệm hiện trường trước, không thể để lâu được. Càng kéo dài thời gian càng ít chứng cứ, không thể mất thời gian thêm. Chủ nhiệm Trần, anh có thể giới thiệu rồi. Tôi đồng ý thảo luận vụ án này với anh ta. Được, được. Nào, nào, vào đây nói chuyện. An Nhiên, cô vào đây. Vào đây. Ngồi đi. Vào đây nói chuyện. Tiểu Tần, tôi xin giới thiệu với cậu, An Nhiên là pháp y duy nhất ở đây. Bình thường mọi chuyện lớn nhỏ đều do cô ấy phụ trách. Hôm nay đột nhiên gặp được một người cùng ngành như cậu, nên cô ấy muốn thỉnh giáo cậu thêm một chút. Cậu thông cảm nhé. Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi đi xử lý chút việc khác. Vâng, chủ nhiệm. Cậu ngồi nhé, Tiểu Tần. Chào anh, tôi là An Nhiên, là pháp y ở đây. Lịch sử chút đi được không? Dù gì tôi cũng là con gái. Pháp y không phân biệt nam nữ. Tần Minh, cô đừng để ý nhé, tôi mắc bệnh sạch sẽ. Câu hỏi thứ hai, cái thai đó là sao? Sinh con sau khi chết. Người chết sinh con? Phim kinh dị Hồng Kông à? Sau khi chết, vi khuẩn ký sinh trong điều kiện sống. không chịu sự khống chế của hệ thống miễn dịch của cơ thể, nên sinh sôi nảy nở chóng mặt, tạo thành một lượng lớn khí hư màu xanh đậm. Lượng khí hư này khiến cho cơ thể phình to ra như một quả bóng bay hình người. Tình trạng này chính là thi thể bị phình to. Đối với thai phụ, khí hư chèn ép vào tử cung và buồng tử cung, đẩy thai ra ngoài làm cho thai lưu. Hiện tượng này gọi là sinh con sau khi chết. Đứa bé đó chính là cái thai chết lưu được sinh ra. Sao vậy? Không chỉ có một thai nhi. Tổng cộng có 3 thai nhi. 2 thai trước là thai giấy. 2 thai giấy chết sớm hơn thai nhi thứ 3. Sau khi chết, mô mềm được hấp thụ, lại bị chèn ép và co bóp bởi túi ối của thai kỳ bình thường, hình thành thai nhi với đường nét rõ ràng dễ thấy, vừa dẹt vừa mỏng như tờ giấy. Theo người phụ trách vườn giải thiều, kho lạnh nơi phát hiện thi thể trong tình trạng bán quan phế, lưu trữ giải không thể tiêu thụ. Quay lại vấn đề của thi thể, trong điều kiện nhiệt độ thấp, về lý thuyết nó không thể bị thối rữa đến mức như vậy. Rất có thể là thi thể sau khi bị phình to ra phát ra mùi xác chết không thể chịu nổi, nên hung thủ mới chọn giấu xác trong nhà kho lạnh. Anh có căn cứ không? Ở nhiệt độ thường, cần khoảng 10 ngày để hình thành xác chết bị phình to. Khoảng 20 ngày sau, khí hư bắt đầu tiêu tan, các mô mềm mềm dần, hiện tượng phình to biến mất. Tính ngược lại 20 ngày trước, tức là khoảng ngày 25 tháng trước. Tôi đã tra dự báo thời tiết hôm đó, nhiệt độ giảm mạnh. Chỉ sau một đêm, mọi người đều mặc áo khoác. Đến tận tuần trước nhiệt độ mới tăng trở lại. Thi thể mặc váy mùa hè. Vậy nghĩa là nạn nhân từng bị giấu xác. Hơn nữa không phải trong điều kiện kín đáo, vì trong điều kiện thông thoáng, không khí lưu thông mới có thể thối rữa đến mức đó. Dù ở ngoài trời thời gian dài, vẫn không thể át được mùi của thi thể, nên hung thủ mới lựa chọn giấu xác trong kho lạnh. Nhưng hung thủ không sợ xác chết thối rữa, nên không loại trừ khả năng là người quen gây án. Đến giờ ăn cơm rồi, ăn cơm xong rồi nói tiếp. Có cơm rồi đây. Chị họ 11, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Cuối cùng tôi cũng biết tên anh là Tần Minh. Hóa ra anh là một pháp y, lại còn là sinh viên xuất sắc. Chẳng trách thấy hiện trường đó mà anh lại bình tĩnh như vậy. Người mất bình tĩnh là anh thì có. Hôm nay tôi chính thức nhậm chức. Tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Ở trong kho lạnh đó tôi đã... Anh giữ bí mật giúp tôi nhé. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Tôi không hứng thú với chuyện của người khác. Ăn cơm, ăn cơm. Tôi giới thiệu với anh, đây là đội trưởng Lý của đội cảnh sát hình sự. Người này tôi không cần giới thiệu nữa. Lâm Đào. Tôi nghe nói hôm nay cậu nôn cả dịch mật ra ngoài. Lời đồn đó, chắc chắn là lời đồn. Người anh em, lúc đó tôi bình tĩnh lắm phải không? Tôi không ăn, cảm ơn. Tôi không quen ăn cơm cùng nhiều người như thế này. Đây là cái gì? Nước ép rau củ tôi tự làm. Nước ép rau củ. Người anh em, sao cái này của anh giống chất dịch của thi thể đó vậy? Trả anh này, trả anh này. Tôi không dùng cái bình đó nữa. Tặng anh. Vậy không hay lắm. Tôi thấy thương hiệu này cũng khá tốt. Anh cho tôi như vậy tôi nhận cũng ngại. Được, hay tôi bán rẻ cho anh, hoặc tôi dứt đi luôn. Dù sao tôi cũng không thích có ADN của những người kỳ lạ trên đồ đạc của mình. Kỳ lạ? Ai kỳ lạ vậy? Cậu ấy đang nói cậu kỳ lạ đấy. Tôi không thấy anh ấy kỳ lạ. Tôi thấy anh ấy khá dễ thương. Tần Minh, chủ nhiệm Trần đã xin ý kiến chỉ đạo của ban lãnh đạo. Điều cậu đến đây là mong cậu giúp chúng tôi ở phòng pháp y Chủ nhiệm nói rồi, chắc không vấn đề gì. Xem ý của anh thế nào thôi. Vậy tốt quá. Cuối cùng chúng ta có thể làm việc cùng nhau rồi. Hình như tôi với anh không thân thiết lắm. Tôi đến đây để nghỉ dưỡng thôi. Nhưng dù gì anh cũng là một pháp y. Gặp một vụ án phức tạp thế này, tôi mà là anh tôi sẽ ở lại. Phải đó. Nếu là tôi sẽ không nghỉ phép nữa vào việc luôn. Cảnh sát thì đừng nghĩ đến nghỉ phép, phải không? Nghỉ phép ở đâu chẳng như nhau. Ở lại chỗ chúng tôi sẽ lo việc ăn ở đi lại cho cậu. Không phải tốt hơn sao? Nạn nhân mặc váy mùa hè, có lẽ là một cô gái trẻ. Có một vài vết rách ở gấu váy. Sợi chỉ bị đứt khá thô, như bị cắt đứt bởi một vật cùng. Trên đó còn có vết rỉ sét, như là bị cái đinh cắt đứt. Ở hiện trường không có dấu vết lôi kéo. Có lẽ cái đinh không ở trên mặt đất. Vậy có trường hợp là dấu vết đã bị xóa không? Vì ta không thể xác định thời gian thi thể được đưa đến hiện trường. Nhìn vào vết rách trên váy, có thể thấy cái đinh đó cố định. Nếu không, không thể làm rách đến mức này. Nhưng trên mặt đất có lẽ không có cái đinh nào cố định. Có vết bánh xe tại hiện trường. Đường núi khá khó đi. Xe tải bệt kiểu cũ thường được dùng để vận chuyển. Trên xe kiểu này đúng là có đinh như vậy. Theo khám nghiệm hiện trường và suy đoán, công cụ vận chuyển của hung thủ rất có thể là xe đẩy. Vết rách trên váy nạn nhân rất có thể là bị cái đinh trên xe đẩy làm rách. Trên đinh có lẽ còn sợi từ váy của nạn nhân. Đó là bằng chứng quan trọng để xác định xe vận chuyển thi thể. ADN đã được đưa đi xét nghiệm, ngày mai sẽ gửi về hội sở để so sánh. Không có hy vọng lắm, xác suất tìm thấy nguồn gốc của tử thi bằng ADN là dưới 40%. Điều này thì tôi biết. Vậy giờ chúng ta nên lập tức sắp xếp giải phẫu, cố gắng khắc họa đặc trưng của thi thể và thu thập chứng cứ, sau đó báo cáo với Bộ Cảnh sát Hình sự để họ đi điều tra xem nạn nhân có phải người địa phương không, có hộ gia đình nào xác nhận được không. Hoàn toàn đồng ý. Lãnh đạo có chỉ thị gì không? Hoàn hảo. Theo tôi, sự kết hợp của hai người đúng là hoàn hảo. Được. Nếu cô cậu tiếp tục kết hợp như thế này là hoàn hảo nhất. Xin lỗi, kỳ nghỉ của tôi chỉ kéo dài một tuần, nên dù vụ án đã được phá hay chưa, tôi đều phải quay về. Chủ nhiệm, lát nữa tôi cũng tham gia giải phẫu, hướng dẫn thêm cho người mới. Được. Khám nghiệm tử thi. Chúng ta bắt đầu đi. Đợi một chút. Người chết yên nghỉ, người sống giận dữ. Cô gái xác chết lớn. Chúng tôi là pháp y. Nhiệm vụ của chúng tôi là đọc bản khám nghiệm tử thi. Chúng tôi nhất định phá giải lời trăn trối mà cô để lại. Lúc cắt bít tết cô cũng cầu nguyện à? Ý anh là gì? Giải phẫu là khoa học, không được dựa vào tình cảm. Cầu nguyện xong cũng không có cảm xúc gì. Cô làm được thật ư? Đương nhiên có thể. Chúng ta bắt đầu đi, đợi chút. Bây giờ là 1 giờ 38 phút chiều. Chúng ta bắt đầu giải phẫu. Có thể bắt đầu rồi. Cho tôi thêm chút thời gian. Lại đây giúp tôi nâng thi thể lên. Tôi sao? Anh trai, anh đang đùa tôi à? Chẳng lẽ cậu để một cô gái nâng ư? Vì chính việc này, ở cơ quan gọi tôi là đội trưởng Lý. Phục tùng mệnh lệnh. Đi đi. Đi đi, mau lên. Xong chưa, xong chưa? mô mềm phần trên và mô sau của tử thi được bảo quản tốt. Mô lưng hình vòng cung, mặt sau phải nằm trên một vật thể nhẵn và cong trước khi thi thể bị phình to. Thi thể không có vết thương hở nên không xác định được công cụ gây ra vết thương. Tôi xin nhắc nhở mọi người, trong thi thể bị phình to có một lượng khí hư lớn. Chúng ta phải giải phóng lượng khí hư này. Có 3 nguyên nhân. Một là mùi khí này rất khó ngửi, ảnh hưởng đến công việc. 2, khí giải phóng ra là khí độc, không tốt cho sức khỏe. 3, nó giống nguyên lý phát nổ. Khí hư thoát ra sẽ kèm theo lượng lớn chất lỏng thối rữa bắn ra ngoài. Đi hay ở lại, mọi người tự quyết định. Có phải cậu có việc quên nói với tôi không? Cháu phải nói gì? À, có báo cáo điều tra chưa? Có rồi, nhân chứng cũng được đưa đến rồi. Một việc quan trọng vậy, sao giờ cậu mới nói với tôi? Tà cháu quên mất, mau đi xem đi. Đi, chúng tôi đi xem nhé. Hai người làm tiếp nhé. Bây giờ xin điều chuyển bộ phận vẫn kịp đó. Sao cơ, cháu vẫn chịu được. Nhưng sau này chắc cháu sẽ ám ảnh tâm lý với những thứ bóng bay hay thạch hoa quả. Không chịu được, phải nói sớm. Cháu làm được mà, đội trưởng. Về khẩu cung của mấy streamer phát hiện thi thể đó, cậu có phát hiện ra vấn đề gì không? Vấn đề? Họ muốn đến vườn dại thám hiểm là vì nghe nói người canh gác vườn dại nhìn thấy hình bóng ma với mái tóc rối bù. Đúng. Vậy cậu có từng nghĩ xem bóng ma mà người canh gác nhìn thấy rốt cuộc là gì không? Châu Đức Lợi, 54 tuổi, chú canh gác vườn dại 12 năm rồi phải không? Kẻ tình nghi giấu xác trong kho lạnh cũng được một thời gian rồi. Chẳng lẽ bình thường chú không đi kiểm tra khu vực đó? Cái kho lạnh đó cũ lắm rồi, đang trong trạng thái nửa bỏ hoang, nửa sử dụng. Nó cũng chỉ để trữ số giải sắp hỏng, bình thường không ai vào đó. Tôi cũng rất ít khi đi tuần tra. Xin hãy miêu tả tình hình lúc chú nhìn thấy bóng ma trước ngày xảy ra vụ án. Này chú đừng căng thẳng. Lời khai của chú vô cùng quan trọng với chúng tôi, nên phiền chú nhớ lại. Đêm đó, sao cửa lại mở thế này? Ai vậy? Có ai không? Ai đang ở trong đó? Đừng trốn nữa, tôi đã thấy rồi. Ai? Đứng lại! Ma! Đến khi tôi tỉnh lại, thứ đó đã biến mất. Sau đó, tôi kể với mọi người xung quanh về chuyện này. Họ bảo tôi nói lung tung. Tôi đã thấy thật mà. Đến giờ tôi vẫn mơ thấy khuôn mặt đó. ADN của thai nhi đã được đưa về hội sở, xem có thể tìm được cha đẻ của nó không. Trên lưng nạn nhân có hình xăm phượng hoàng lửa, trên lưng có vết hằn, xuất huyết cơ tầng sâu, dấu vết xuất huyết thẳng, không gấp khúc, màu sắc không có sự khác biệt. Điều này nghĩa là lực đồng đều và không có hiện tượng phòng, được hình thành bởi lực ép từ phía trước. Hung thủ từng ấn nạn nhân một cách thô bạo. Sau lưng nạn nhân có dòng niệm, có lẽ là một vật thể hình thoi có quy tắc. Nhưng nơi núi cao rừng sâu, dấu xác vết đó chỉ có những hòn đá bất quy tắc. Những dấu vết này giống như bàn ghế hoặc những thứ cứng như giường đè lên hơn. Có nghĩa là nạn nhân bị xâm hại trong nhà. Khả năng lớn là nạn nhân và hung thủ quen biết nhau, người quen gây án. Da cổ của nạn nhân đã thối rữa nên không nhìn ra tổn thương. Tuy nhiên từ chỗ vỡ sụn giáp có thể phán đoán nạn nhân đã bị bạo hành ở cổ. Xuất huyết mô đệm hai bên do bị bóp cổ. Một hành động có tính ràng buộc có thể làm vỡ sụn tuyến giáp của một người trưởng thành, chứng tỏ sự chênh lệch về sức lực giữa nạn nhân và hung thủ là rất lớn. Kẻ phạm tội có lẽ là một người đàn ông trưởng thành. Nạn nhân có vết bầm trên trán, từ vết lõm ở sọ có thể thấy có lẽ hung thủ đã dùng một vật góc cạnh đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Vật thể này có lẽ là hình chữ nhật. Chất liệu thì chưa thể phán đoán. Chuẩn bị mở sọ đi. Chỉ có mô não trước có màu nâu sẫm, chứng tỏ vị trí này từng chảy máu một lượng lớn, cộng thêm vết thương do tràn dịch trên trán và xuất huyết não của nạn nhân. Có thể phán đoán nạn nhân đã bị tấn công liên tục bằng một vũ khí cùng, gây ra xung huyết bộ não, xuất huyết và tử vong. Thường thì với những chấn thương sọ não nghiêm trọng dẫn đến tử vong, chỗ bị thương sẽ bị gãy xương và tổn thương nghiêm trọng. Thế nên công cụ gây ra vết thương có lẽ là một công cụ có trọng lượng nhẹ, có thể loại trừ khả năng có âm mưu giết người từ trước. Sự phóng noãn và tự tiêu của buồng trứng chưa thể đánh giá chính xác, cùng với tình trạng viêm nhiễm đường sinh sản và buồng trứng của nạn nhân có thể xác định được nạn nhân đã phẫu thuật liên quan đến buồng trứng khi còn sống. Có lẽ không phải phẫu thuật chính quy, nếu không sẽ không viêm nhiễm đến mức này. Nạn nhân khi còn sống đã lấy trứng. Không có lỗ kim tim. Pháp y An, tôi đề nghị gửi 2 mẫu tim thai của thai giấy cho bên kiểm nghiệm chất độc. Kiểm nghiệm chất độc? Nếu tôi đoán không nhầm, nạn nhân là một người mẹ mang thai hộ. tăng.